Ngày 31 tháng 3, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt quán Hen Bánh Ướt Lòng Gà tại địa chỉ 50 Tăng Bạc Hổ, phường 1, số tiền 16 triệu đồng với nhiều vi phạm như nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người một ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm. Ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Đà Lạt cho biết chủ quán Hen Bánh Ướt Lòng Gà đã công khai xin lỗi du khách về thái độ phục vụ. Bà Lê Xuân Diệp Tịnh, chủ quán, thừa nhận là chủ của một cơ sở thường xuyên tiếp xúc với du khách nhưng lại có hành động không tế nhị, dùng lời lẽ không hay đối với khách. Về quan điểm của Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, ông Lê Anh Kiệt cho biết thêm, nếu căn cứ vào Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch thì hành vi trên của quán Hen là không phù hợp. Mặt khác, để phát huy truyền thống tốt đẹp của người Đà Lạt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hãy hoạt động theo phương châm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, chứ không nên ứng xử phách lối, câu view, câu like. Trước những thông tin xôn xao về việc chủ quán Hen Bánh Ướt Lòng Gà phủ nhận việc chửi bới và hành hung du khách và những thông tin mà du khách tố là mới chỉ một chiều, chưa có cái nhìn khách quan, nhóm du khách tố chủ quán Hen Bánh Ướt Lòng Gà bức xúc và tung thêm đoạn video clip trích xuất từ camera an ninh gần đó để khẳng định những gì mà họ viết trên mạng xã hội là đúng sự thật. Như báo Người Lao Động đã phản ánh, một nhóm du khách gần 30 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã phàn nàn về việc chủ quán Bánh Ướt Lòng Gà trên đường Tăng Bạc Hổ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hành xử tệ, thậm chí còn chửi bới cả đoàn du khách này. Vụ việc được nhiều trang mạng chia sẻ gây bức xúc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Lạt vốn dĩ thân thiện trong lòng du khách.